Xin chào các bạn, tính ra cái con ghế này mình ngồi đâu đó khoảng tầm gần 3 tháng nay rồi. Đây là Fortis Chair và mình thấy rằng đây là một con ghế nó đáp ứng rất là ổn cái nhu cầu để có thể sử dụng văn phòng. Vẫn là một con ghế công thái học đỡ lưng rất tốt, khả năng ngả rất linh hoạt, cứng cáp và cái lưới của nó thì vẫn chưa xuống cấp một tí nào cả, về cả độ căng hay là cái độ thoáng khí thì đều rất ok. Vậy thì tại sao chúng ta phải bỏ tiền ra để mua những con ghế ở mức giá cao hơn trong khi con ghế này nó đã tốt đến như vậy rồi? Thế nên đây sẽ là một video chúng ta cùng nhau nhìn về cả EasyChair V2.0 để xem là với một con ghế ở một khúc tầm giá đắt gần gấp đôi so với con FortisChair này thì nó hơn những gì? Ê, không phải là gần gấp đôi các bạn ạ, mà nó là gấp hơn đôi một tí. Bởi vì với con FortisChair này bây giờ các bạn mua thông qua kênh Ngọc Trần Studio, chúng ta sẽ có code giảm giá đến 900.000. Con ghế này mua sẽ chỉ còn là 3 triệu đồng mà thôi. Thơm đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Chắc chắn với một con ghế ở một khúc cao hơn thì nó sẽ có những cái thứ tốt hơn và mình sẽ điểm qua một vài những thứ tốt hơn đấy. Nó sẽ tốt hơn ở cái chất liệu build, nó sẽ tốt hơn ở phần thiết kế để mang lại được những cái tính năng ưu việt hơn, và nó tốt hơn ở phần đó chính là cái bộ máy cũng như là những cái thứ nhỏ để giúp cho cái quá trình sử dụng của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Cái đầu tiên thì sẽ nói về cái build của nó đi. Thì chúng ta sẽ nhắc tới phần lưới. Đây là một cái bộ phận rất quan trọng trên một chiếc ghế. Nó vừa tạo ra cái sự thoải mái trong cái quá trình mà chúng ta ngồi, và nó cũng sẽ tạo lên cái độ bền của ghế. Bởi vì lưới mà không ra gì, ngồi sau một khoảng thời gian nó sẽ nhão, nó sẽ rão, và nó sẽ làm cho chúng ta sẽ không còn được cái trải nghiệm giống như là ngày đầu ngồi lên ghế nữa. Thì lưới trên cả FortisChair và EasyChair thì mình khẳng định nó đều có độ bền rất là tốt. Bởi vì trước đó khi mà mình chưa mua những ghế của Epic One, mình có ngồi qua ghế công thái học của hai thương hiệu khác, thì sau khoảng hơn 2 tháng mình ngồi thôi, mình có thể cảm nhận được cái độ trùng thấy rõ. Thì cái con này sau khoảng gần 3 tháng mà mình ngồi thì mình vẫn thấy nó căng như ngày đầu và chưa có vấn đề gì cả. Còn đối với EasyChair thì mình cũng đã sở hữu con EasyChair V1 và ngồi tới nay được gần 1 năm rưỡi thì cái con ghế đó vẫn chưa trùng một tí nào. Nên là về độ co giãn thì nó đều tốt. Nhưng song song với đó, với con EasyChair ở đây này, với một cái mức giá cao gấp đôi thì nó được trang bị một cái lưới tốt hơn hẳn. Nó là cái lưới được nhập từ Đức. Thế nên khi mà các bạn đặt tay vào và các bạn nhấn xuống, các bạn sẽ thấy rằng cái lực căng ở trên cái lưới của EasyChair nó sẽ tốt hơn. Và cái lưới này nó cũng sẽ có độ thoáng tốt hơn so với cái lưới đang có mặt ở trên chiếc FortisChair. Trong khi đó với FortisChair thì nó được sử dụng lưới Prismesh, là một cái loại lưới mà nó mềm hơn một chút. Cái độ căng của nó không tốt được giống như ở trên EasyChair, nhưng mà nó lại vẫn mang tới cho chúng ta một cái sự thoải mái, một sự thông thoáng khi mà các bạn ngồi trong thời gian dài. Nên ở ngay cái build ban đầu thôi, ở ngay cái chất liệu được trang bị ở trên cái lưới thôi, chúng ta đã thấy EasyChair nó được trang bị tốt hơn. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là cái cơ cấu thiết kế trên hai con ghế này. Đối với cái con FortisChair thì các bạn sẽ thấy, mặc dù nó cũng là một con ghế công thái học, cũng có những cái bộ phận đỡ cơ thể để chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm ngồi nó chuẩn nhất, nhưng nó vẫn sẽ là một con ghế công thái học rất là basic. Tay ghế đơn giản, mặc dù cũng chuyển động 3D này, nhưng mà cái bộ máy bên dưới này thì nó là bộ máy cơ bản. Lưng ghế mặc dù cũng được thiết kế hai phần, nhưng mà cái phần lưng dưới thì lại không chỉnh được. Thì tất cả những thứ đó trên Epic One EasyChair nó lại làm linh hoạt hơn rất là nhiều. Như là các bạn sẽ thấy này, ở trên đây chúng ta sẽ có một cái tay ghế có thể mở lên hoàn toàn, thì các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc là ngồi và bê một cái vật gì đó. Ví dụ như mình hay ôm thằng nhóc nhà mình ở trên tay chẳng hạn, thì với Epic One EasyChair mình có thể ngồi thoải mái hơn rất là nhiều và bế nó đu đưa thoải mái. Thì với Epic One FortisChair, cái tay ghế này nó vẫn sẽ nằm ở đây, mặc dù các bạn cũng có thể kéo lên kéo xuống hay là đẩy lên đẩy xuống để nó sẽ linh hoạt trong từng trường hợp, nhưng tất nhiên nó sẽ không gạt lên hoàn toàn được. Thế nên đây chính là cái trường hợp đầu tiên mà các bạn có thể thấy cái tay ghế này nó đã ok hơn. Thứ hai đó là đối với những người dùng có một cái góc làm việc nó hơi hẹp một tí á, thì cái việc nâng tay ghế lên để ngồi vào ghế nó cũng sẽ trở lên đơn giản hơn rất là nhiều với EasyChair. Cái tiếp theo đấy là với Epic One EasyChair, thì đây là một con ghế được thiết kế cái tựa đầu nó chuẩn chỉnh hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy mình ngồi vào đây một cái là cái tựa đầu này nó sẽ đặt đúng vào gáy của mình. Và nếu như mình muốn nâng lên một góc cao hơn thì nó được, hoặc cao hơn nữa thì nó cũng được luôn. Như vậy thì tùy theo từng thể trạng, các bạn là một người có lưng ngắn, lưng dài hay cỡ nào đi nữa, thì cái tựa đầu này
nó cũng có thể vào đúng vị trí mà các bạn cần. Trong khi đó, đối với tựa đầu của cái chiếc Fortis Chair này, mặc dù nó cũng sẽ có cơ cấu nâng lên, nâng xuống, nhưng nó lại có cái độ linh hoạt không tốt bằng so với Easy Chair. Các bạn sẽ thấy này, mình để ở mức thấp nhất, nó vẫn vào cái đỉnh gáy của mình, chứ nó không vào đúng cái phần gáy mà mình yêu thích. Thế nên đây sẽ là một cái nữa mà các bạn có thể thấy, với một con ghế cao cấp hơn thì nó sẽ có tinh chỉnh linh hoạt hơn. Và cái linh hoạt này nó cũng sẽ đến từ ngay cái phần đỡ lưng. Mặc dù đỡ lưng trên Fortis Chair cũng là một cái đỡ lưng mà mình đánh giá cực kỳ cao khi mà so sánh với tất cả những đối thủ trong phân khúc giá, nhưng cái đỡ lưng này nó sẽ không tinh chỉnh độ cao được các bạn ạ, nó sẽ chỉ nằm ở một chỗ mà thôi. Nên đối với những người có thể trạng giống như mình này, ngồi vào thì rất là ổn, nhưng đôi khi bạn là một người có lưng dài hơn thì chưa chắc là nó đã đỡ vào đúng vị trí mà các bạn thích, đúng không ạ? Trong khi đó thì đối với cái con Easy Chair này, chúng ta sẽ có đỡ lưng với tinh chỉnh rất nhiều cái độ cao thấp khác nhau. Chúng ta có thể đẩy lên mức 1 này, mức 2 này, mức 3 này, và chúng ta sẽ hạ nó về rất linh hoạt. Như vậy thì đối với Easy Chair, dù bạn là người có thể chạy như nào đi nữa thì nó vẫn ok. Và tiếp tới đó chính là về cái bộ máy ở bên dưới. Các bạn sẽ thấy rằng Fortis Chair nó có một cái bộ máy nhìn thiết kế nó không hề đơn giản giống như những chiếc ghế khác ở trong cùng phân khúc giá. Nhìn nó cao cấp, sang trọng hơn nhiều bởi vì nó có cái phần thiết kế che đậy rất là thông minh. Nhưng với bộ máy của Fortis Chair thì các bạn cũng sẽ chỉ có những cái tinh chỉnh khá là cơ bản mà thôi. Đó chính là chỉ ngả lưng. Và ngả lưng của Fortis Chair chúng ta cũng sẽ chỉ có khóa 3 điểm cho 3 trường hợp sử dụng khác nhau. Thứ nhất, đó là ngồi làm việc. Thứ hai, ngả thêm một chút để có thể chơi game thư giãn hơn. Và thứ ba, đó là ngả hẳn ra sau như thế này để chúng ta có thể uống cà phê. Cùng với đó là một nấc nữa để các bạn có thể chỉnh được cao thấp của piston hết. Trong khi đó, đối với Easy Chair thì chúng ta sẽ có nhiều hơn thế. Các bạn sẽ có một nẫy để có thể chỉnh cái độ ngả lưng ghế. Và ngả lưng ghế trên Easy Chair chúng ta sẽ có tới 4 cấp độ. Nó đã hơn một cái. Thứ hai, đó là trong cái quá trình mà các bạn ngả lưng ghế á, thì ở trên con Easy Chair này chúng ta cũng có thể chỉnh được cái kháng lực của lò xo. Để các bạn dễ hiểu hơn á, thì với Fortis Chair các bạn sẽ chỉ dựa nhẹ một cái là nó đã xuống rồi. Thì trong khi đó với con Epic One Easy Chair, các bạn muốn đẩy nặng hay các bạn muốn đẩy nhẹ thì chúng ta cũng có thể xoay ở dưới đây rất dễ dàng. Và chúng ta cũng sẽ có 3 cấp độ nặng nhẹ khác nhau. Tiếp theo đó là mâm ghế trên Epic One Easy Chair, nó có thể di chuyển được tịnh tiến. Tức là các bạn muốn ngồi gần bàn hơn một chút, hay là các bạn muốn ngồi xa bàn hơn một chút, hoặc là các bạn có một cái thân hình mập hơn một chút, các bạn muốn đẩy cái mâm ghế ra cho nó thoải mái với phần tựa lưng, thì Epic One Easy Chair nó hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và cuối cùng, đó là chúng ta cũng sẽ có chỉnh cao thấp của piston. Như vậy chúng ta có thể thấy cái bộ máy được trang bị trên Epic One Easy Chair nó có thể tinh chỉnh linh hoạt hơn rất nhiều so với cái con Fortis Chair. Và đó chính là những cái điều nó giúp cho cái việc sử dụng của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn khi mà các bạn ngồi ở trên Epic One Easy Chair. Mục mà chúng ta so sánh cuối cùng sẽ là piston được trang bị trên hai con ghế này. Thì đây sẽ là một cái điểm rất đáng khen ở trên con Fortis Chair, bởi vì là một con ghế rẻ hơn một nửa nhưng nó vẫn được trang bị piston tương tự như là con Easy Chair. Nó đều là piston level 4. Và khi mà chúng ta nhìn vào thế giới của những cái chiếc ghế ở phân khúc tầm giá từ 3 cho tới 5 triệu thì tất cả những con ghế đó đều chỉ được trang bị piston level 3 mà thôi. Tức là một cái loại piston với khả năng chịu lực yếu hơn so với cái con Fortis Chair này. Nên đây rõ ràng là một cái điểm mạnh nữa mà chúng ta có thể thấy ở trên Fortis Chair khi mà so sánh với những con ghế khác. Mặc dù giống nhau ở điểm đó là đều là piston level 4, nhưng mà piston trên Easy Chair là Samhong Sa của Hàn Quốc, nên khi mà chúng ta ngồi nó sẽ mang lại cái độ ổn định tốt hơn. Và khi mà các bạn nâng hạ ghế thì nó sẽ mượt hơn so với piston ở trên mẫu Fortis Chair. Đối với Easy Chair, kể cả bản V1 hay là V2 thì chúng ta đều có gác chân. Còn đối với Fortis Chair thì các bạn sẽ thấy hình ảnh từ trên này chỉ xuất hiện những chiếc ghế này không chân mà thôi. Nhưng hiện tại thì chúng ta cũng đã có những option chân để có thể gắn cho Fortis Chair rồi. Đây cũng là một cái tin mừng dành cho những anh em đang quan tâm đến mẫu ghế này. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng với một con ghế đắt tiền hơn ở phân khúc cao hơn, chúng ta sẽ có nhiều những function hơn để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn, sử dụng ngồi ghế linh hoạt hơn. Nhưng tất nhiên, nếu như các bạn là một người cơ bản thôi, chỉ cần một con ghế công thái học ngồi thực sự tốt, bền, thoáng và cứng cáp, thì Fortis Chair vẫn là một con ghế mà các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được. Không cần nhất thiết là phải cố với lên một phân khúc cao hơn. Nếu như bạn có tiền thì cứ quất ghế Easy Chair hoặc là Ego Chair Pro, hoặc là quất hẳn con ghế cao cấp nhất của Epic One bây giờ chẳng hạn, đấy là Aliud. Mình cũng mong là khi mà nhắc tới Aliud thì mình sẽ sớm có một con Aliud ở nhà để ngồi cũng như chia sẻ video đến cho các bạn. Rồi, và trên đó là như chia sẻ của mình về hai con ghế đến từ Epic One. Các bạn thấy sao về hai con ghế này? Hãy comment để ý kiến ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.